hai lúa đã quay trở lại rồi đây tiếp tục topic về thanh toán trong ngân hàng htc hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn về nội dung thanh toán quốc tế thì thanh toán quốc tế là một cái hoạt động mà chúng ta sẽ gặp khá là nhiều trong cái giao thương thương mại và đây cũng là một hạng mục khá là phức tạp cho nên mình cũng sẽ trình bày một cách ngắn gọn. Còn lại thì hy vọng các bạn dành thời gian để mà các bạn tìm hiểu thêm trong trường hợp các bạn muốn. Thì các bạn có thể tìm hiểu qua Google. Đây là một cái nghiệp vụ rất là đặc thù của ngân hàng và nó rất là nhiều cái yếu tố khác nhau mà chúng ta cần lưu ý cho nên là nó khá là dài. Cố gắng là các bạn tìm hiểu thêm ở bên ngoài nhé. Thì thanh toán quốc tế là gì? Thanh toán quốc tế là thanh toán của xã hội đen trên toàn cầu. À, nói vui vậy thôi nhưng thanh toán quốc tế đó là việc các bạn thanh toán ở ngoài phạm vi biên giới thì thanh toán quốc tế nó sẽ khác biệt với thanh toán nội địa thanh toán nội địa hôm trước nói về là chuyện là chúng ta sẽ thanh toán bên trong đường biên giới thì ở đây chúng ta sẽ thanh toán bên ngoài phạm vi biên giới tức là ví dụ như là việt nam với lào chẳng hạn việt nam với campuchia thì bản thân nó cũng là thanh toán quốc tế cái nguyên tắc của nó cũng tương tự thanh toán nội địa thôi cũng chỉ là là chuyển khoản từ tài khoản ở ngân hàng này sang tài khoản ở ngân hàng khác và cái vấn đề ở đây là do cái việc là kiểm soát giao dịch cho nên bạn bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng chúng ta không thể nào dùng tiền mặt ở cái khái niệm này Thanh toán quốc tế do việc mà chúng ta sẽ có những yêu cầu về mặt pháp luật, yêu cầu về mặt giao thương quốc tế cho nên bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng. Và tất cả giao dịch đều phải là giao dịch thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Chúng ta có thể thực hiện thanh toán quốc tế bằng các phương thức truyền thống hay là các phương thức công nghệ. Các phương thức truyền thống chúng ta sẽ có thư tín dụng, letter of credit hay chúng ta gọi tắt là LC. Cái thứ hai là TT, chuyển tiền bằng điện, telegraphic transfer thứ ba là nhờ thu và thứ tư là bankcraft rồi mình sẽ nói lướt qua một số phương thức truyền thống ha cái đầu tiên đó là lc thì uh, lc đó là thư tín dụng thì thư tín dụng là sao mình lấy ví dụ là như thế này ví dụ bạn có xuất nhập khẩu bạn đang thực hiện các giao dịch nhập khẩu tức là các bạn mua hàng từ nước ngoài vào việt nam thì bây giờ để làm sao mà các công ty nước ngoài khi mà giao hàng cho bạn thì người ta làm sao để đảm bảo được là bạn có thể trả tiền cho người ta, đảm bảo được là an toàn trả tiền cho người ta. Thì lúc đó ở Việt Nam, chúng ta sẽ yêu cầu ngân hàng mở LC, thư tín dụng. Thì lúc đó ngân hàng sẽ phát hành một cái thư tín dụng bản chất ở đây là một hình thức cho vay. Thực chất thì nó giống như là cái bao thanh toán nhiều hơn. Ngân hàng sẽ đứng ra phát hành một cái thư tín dụng rồi gửi cho bên xuất khẩu ở bên nước ngoài á để mà đảm bảo được là chúng ta ở Việt Nam trả tiền cho khách hàng. Trong trường hợp mà ở Việt Nam chưa trả tiền thì ngân hàng sẽ đứng ra trả tiền thay cho các bạn và khi đó sẽ phát sinh một khoản vay. Ở đây các bạn thấy là LC nó sẽ giúp cho cái việc các nhà nhập khẩu ở Việt Nam đảm bảo uy tín so với ở nước ngoài. Đảm bảo được uy tín trả tiền đàng hoàng cho người xuất khẩu ở nước ngoài. TT TT thì nó giống như là CTAT vậy. TT là một cái phương thức chuyển tiền bằng điện, Traffic transfer thì thật ra đó các bạn hiểu y chang cái chuyển tiền liên ngân hàng thôi, CTAT. Nhờ thu thì tức là trong trường hợp các bạn là nhà xuất khẩu thì các bạn sẽ nhờ ngân hàng thu tiền người mua ở nước ngoài, nó sẽ ngược với LC. Còn bank draft thì nó sẽ tương tự cái tấm check. Nó giống như là cái tấm chi phiếu để mà gửi ra nước ngoài. Bank draft là một cái hoạt động khá là thông dụng trong trường hợp là các bạn thanh toán tiền du học, tiền học phí cho các trường đại học. Về chi tiết của các cái loại hình này, các bạn có thể tham khảo trên Google, các bạn có thể tham khảo các cái nghiệp vụ, các cái cuốn sách nghiệp vụ ngân hàng thương mại nhé. Rồi phương thức hiện đại thì nó sẽ sử dụng blockchain và cryptocurrency. Tại sao sử dụng blockchain? Tại vì blockchain rất là bảo mật về mặt truyền dẫn thông tin tài liệu. Thay vì các bạn phải chuyển tài liệu bằng tay, tài liệu bằng bưu điện, thì chúng ta có thể sử dụng blockchain để gửi tài liệu số. Còn cryptocurrency thì thật sự đây cũng tương tự các cái loại tiền, ví dụ như là đô la, ví dụ như là bản anh, ví dụ như là yên nhật hoặc là nhân dân tệ thôi. Chúng ta chuyển sang tiền điện tử để mà dễ dàng giao dịch online. Thì blockchain và cryptocurrency là một hình thức mới hiện nay về mặt truyền dẫn, về mặt thanh toán quốc tế. Tuy nhiên thì do việc là chúng ta chưa có các cơ chế về mặt bảo mật, chưa có các cái quy định quốc tế về mặt quy trình về mặt bảo mật vân vân. Cho nên blockchain và cryptocurrency hiện nay chỉ sử dụng cho các cái hoạt động tiền nhỏ, các cái hoạt động chuyển tiền đơn giản hoặc là trong trường hợp chuyển tiền TT. Còn các cái giao dịch giao thương, thương mại, xuất nhập khẩu thì hiện nay vẫn chưa áp dụng phương thức blockchain và cryptocurrency nhiều, vẫn còn trong một cái giới hạn nhất định. Những điểm cần lưu ý khi mà các bạn hoạt động trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Vì đầu tiên là luật pháp liên quan tới khá là nhiều về mặt luật pháp. Luật pháp quy định về ngoại hối, luật pháp quy định về thương mại quốc tế, ví dụ như là Incoterm, ví dụ như là UCB. Rồi thứ hai là phòng chống rửa tiền thì các bạn thấy thanh toán quốc tế thì nó sẽ liên quan rất lớn tới việc rửa tiền của các cái tổ chức đen. Cho nên là việc phòng chống rửa tiền sẽ rất là chặt chẽ so với việc là xử lý trong nước hoặc là xử lý thanh toán trong nước. Giao dịch thương mại thì các bạn sẽ có những cái liên quan tới việc ngoài Incoterm và UCB thì có các liên quan tới việc thủ tục hải quan chẳng hạn. Rồi các cái liên quan tới kiểm dịch, các cái liên quan tới việc là các cái giao dịch xuất nhập khẩu nó cần xử lý những cái gì. Đó thì giao dịch thương mại cũng là một cái rất là lưu ý. Ngoại tệ, chúng ta thanh toán quốc tế mà chúng ta phải hiểu biết về ngoại tệ, hiểu biết về kinh doanh ngoại hối. Đây là những điểm mà chúng ta các bạn cần phải trau dồi khi mà các bạn muốn cắt làm việc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Tóm lại, thanh toán quốc tế là chúng ta thanh toán qua đường biên giới ở bên ngoài đường biên giới. Đây là một cái hoạt động khá là phức tạp. Và chúng ta hiện nay cái việc số hóa của cái hoạt động thanh toán quốc tế này cũng chưa có cao. Hầu như chỉ có số hóa các cái hoạt động mà thanh toán thông thường thôi. Ví dụ như là chuyển qua blockchain hoặc cryptocurrency. Còn lại thì các bạn thấy ví dụ như là xuất nhập khẩu thì các bạn còn liên quan tới thủ tục hải quan, liên quan tới kiểm dịch, liên quan tới thông quan, liên quan tới khai báo. Rất là nhiều thứ mà hiện nay các cái hệ thống đó vẫn chưa có số hóa vì vậy cái việc thanh toán quốc tế hiện nay vẫn còn làm tay rất là nhiều đây cũng là một trong các lĩnh vực khá là tiềm năng khi mà các bạn làm việc trong môi trường tài chính ngân hàng tuy nhiên thì đây cũng là một cái khá là lâu dài khá là yêu khê hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn định hình hơn các điểm cần tìm hiểu về thanh toán quốc tế hai lúa chào các bạn chúc các bạn thành công